Xin chào tất cả bà con nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video để hướng dẫn mọi người nuôi chim bồ câu quần thể như thế nào. Nuôi chim bồ câu á thì nó có hai cách. Cách thứ nhất là nuôi nhốt lồng công nghiệp. Cách thứ hai là nuôi quần thể. Nuôi nhốt lồng công nghiệp thì mình làm rất nhiều video để hướng dẫn bà con cách nuôi lồng công nghiệp rồi. Còn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nuôi chim bồ câu quần thể như thế nào, và cụ thể là chim bồ câu gà Mỹ nhé. Thì nuôi chim bồ câu gà Mỹ chuồng quần thể thì nó có rất nhiều những cái công dụng và lợi ích. Sau đây thì mình sẽ điểm sơ qua để cho mọi người biết luôn. Thì nuôi bồ câu gà Mỹ dạng quần thể như thế này thì chim bồ câu cực kỳ nhanh lớn nha mọi người. Chim bồ câu rất nhanh lớn và nó có sức đề kháng. Tại vì chim bồ câu gà Mỹ cái bản chất của nó là nó bay, ít di chuyển, và nó thích ở dưới đất là đa số, và nó rất thích ăn khi mà mình rãi cám xuống đất. Tuy nhiên mình cũng phải có những cái này để phục vụ vừa ở trên tầng thấp, ở trên tầng cao mình có đủ luôn. Vậy thì cái cách mình cho ăn chim bồ câu trong quần thể như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn. Ở đây thì mình đang nuôi chim bồ câu gà Mỹ, và ở dưới mình có nuôi thêm gà đông tảo nha mọi người. Gà đông tảo ở tầng dưới này. Đây là những chú chim gà đông, những chú gà đông tảo chạy mình rất là đẹp nha mọi người. Đây là mình đang ở Sài Gòn nhé, thì mình sẽ có những cái thiết kế như thế này để mình rải cho chim bồ câu ăn. Đây mình mở cái này để cho mọi người xem cho nó dễ này. Ở đây nhé, ví dụ là chim mình cho ăn thì mình sẽ rải như thế này. Đấy, thì chim bồ câu nó sẽ ra ăn chung với gà được luôn. Đây là mình đang cho ăn ở dưới tầng thấp nhé, dưới tầng thấp. Thì chim bồ câu gà Mỹ ấy, thì nó bản chất của nó cực kỳ thích ở dưới này. Và chim bồ câu nhỏ luôn, mọi người thấy con chim bồ câu nhỏ ở hướng kia không? Đấy, là nó sẽ ra nó ăn chung với gà luôn. Và nuôi quần thể chung như này thì mọi người sẽ mua những cái cùm chân á, màu để mọi người đánh dấu cặp cho nó thật là chuẩn. Đấy, đây kia là một cặp màu vàng đấy mọi người nhé, đeo chân cùng một bên đấy. Thì mình sẽ rải thế này. Đấy, là những con chim bồ câu nó đang ấp con ở bên trên này này. Đang ấp trứng á, nó sẽ bay xuống nó ăn chung luôn. Vừa gà vừa chim. Thì bọn này đã ăn nhiều lắm mọi người. Gà đông tảo thì ăn cực kỳ háo ăn. Và mình chờ ở đây thì mình sẽ có một cái rổ như thế này này, cái máng ăn cám này thì mình sẽ để thêm vào trong này để nó có thể ăn nhiều vị trí khác nhau nữa. Và mọi người cũng lưu ý, khi mà mọi người nuôi chim quần thể ấy, thì mình cũng cho ăn một ngày hai lần nhé. À, buổi sáng thì mình cho ăn tầm khoảng 8 giờ sáng. Còn buổi chiều mình sẽ cho ăn lúc khoảng 2 giờ chiều. Và cái lượng cám ấy, tại vì chim ở đây khá nhiều nên mình sẽ cho ăn cái lượng cám là cái, đối với cái gáo này thì mình sẽ cho ăn một nửa nhá. Một nửa cái gáo này. Còn ở bên cạnh này thì mình cũng để một cái bồn nước nhỏ nhỏ nhá. Mặc dù là ở đây có hệ thống nước tự động mình chạy luôn. Mình chạy hệ thống nước tự động luôn ở bên trong này luôn. Nhưng mà cái này mình vẫn sẽ để thêm để cho con chim bồ câu nó thích ăn đấy, thích uống máng nào thì nó sẽ ăn. Đây mọi người thấy không? Gà đông tảo thì nuôi chung với bồ câu gà Mỹ thì rất là ok nha mọi người. Gà đông tảo này thì mọi người cũng biết là nó giá trị về kinh tế. Cái thứ hai là nó ít bay được khi mà nó lớn, thì tại vì cái chân của nó thì to khoảng tầm khoảng bắp tay của mình ấy. Thì mình nuôi nó ở tầng thấp thì khi mà mình cho ăn ấy, thì mình sẽ cho ăn chung với bồ câu luôn. Đây mình cái hệ thống nước tự động của mình làm thêm ở bên trong tầng thấp để cho những con chim bồ câu non ấy nó chưa có bay được thì nó sẽ uống cái máng nước này nha mọi người, uống cái máng nước này này. Còn những cái con mà nó lớn hơn một chút thì ở bên cạnh này mình có hệ thống nước tự động
hết nước sẽ tự chảy vào đây. Và đây là máng ăn, mình có thể đứng ở bên ngoài. Còn cái ấp của nó, nơi ấp của nó thì mọi người có thể làm bằng như thế này. Mọi người có thể tận dụng rất nhiều thứ mọi người có thể làm được. Đấy, đây là cái rổ của mình này, cái rổ bình thường thôi. Còn đây là những cái đựng hoa quả mọi người. Mọi người có thể ra chợ, mọi người có thể kiếm rất là dễ dàng. Mọi người thấy không, nó lượm một tí là hết luôn rồi. Thì mình sẽ mỗi lần cho ăn thì sẽ ăn tầm khoảng nửa gáo như thế này. Và mọi người lưu ý nhé, một ngày thì mình cho ăn 2 lần thôi. Mọi người tuyệt đối không được cho ăn nhiều. Ăn nhiều quá thì chim bồ câu á, thì khi mà nó mập á, thì nó sẽ khó đẻ nhá. Nó đẻ thưa lắm. Còn đối với bọn gà đông tảo này cũng vậy. Khi mà nó ở độ tuổi tầm khoảng 1 tháng ấy, thì nó cực kỳ háu ăn. Giống như kiểu là mình cho ăn bao nhiêu nó sẽ ăn hết bấy nhiêu ấy. Và khi mà ăn như vậy thì nó sẽ khó tiêu và nó dẫn đến nhiều cái tình trạng. Nên là mình phải cho ăn theo kiểu một liều lượng nha. Còn khi mà mình nuôi chim bồ câu với gà đông tảo chung ở một trong cái chuồng như thế này thì mọi người cũng phải lưu ý về ánh sáng. Về ánh sáng thì mọi người cũng phải là ở cái mặt mà buổi sáng khi mà mặt trời chiếu xuống thì mọi người phải làm hướng đông để cho mặt trời chiếu vào và nó thích tắm nắng. Chim bồ câu cũng như gà đông tảo cực kỳ thích tắm nắng. Và ở bên trong thì mọi người có thể để những cái chậu nước nhé. Để những cái chậu nước để chim bồ câu hoặc là gà nó thích thì nó có thể nhảy vô nó tắm được. Và tuy nhiên thì khi mà mình để cái chậu xong thì mình cũng phải để tầm khoảng 1 đến 2 tiếng, khi nó tắm xong thì mình mang ra ngoài nhé. Chứ không thì nó tắm quá nhiều và nó dầm ở trong nó thì nó sẽ chim nó sẽ bồ câu nó sẽ bị bệnh nhé mọi người. Đây, nó ăn cũng khá no rồi đấy. Khi mà mình giải như thế này ấy, thì mình không cần thiết phải vô bên trong này đâu nha mọi người. Tại hôm nay mình làm video ấy nên mình mới vô trong này thôi. Chứ mình cũng cần phải hạn chế khi mà mình vô trong này. Tại vì chim bồ câu khi nó ấp trứng á thì nó sợ, rất sợ stress. Và chim bồ câu nó giống như kiểu là nó là cái loài động vật nó rất là sợ người ấy, nó nhát. Chim bồ câu là dạng nhát cáy ấy. Nên là khi mà có hơi người hoặc là mình tác động gì đến nó thì nó hay bị stress. Và có những con thì nó đạt bể trứng là vậy. Thì mọi người cũng lưu ý một chút. Thì nuôi chim bồ câu quần thể ấy, thì nó đơn giản hơn khi mà mình nuôi công nghiệp rất là nhiều. Nhưng mà nó có những cái mà nó ưu điểm, nhưng mà nó cũng có cả những cái nhược điểm riêng. Ví dụ như là mình lấy ví dụ đi, khi mà mình giải đều như này, có những con ấy nó ăn ít, có những con nó ăn nhiều thì mình khó kiểm soát được. Còn đối với khi mà mình nuôi công nghiệp thì mình sẽ kiểm soát được chuyện đó. Còn tuy nhiên ở quê ấy, thì đa số mọi người sẽ thích nuôi theo dạng quần thể như thế này. Riêng đối với mình, nếu mà mình nuôi chơi chơi ấy, nuôi một con gà Mỹ ấy, thì mình sẽ nuôi theo dạng như thế này. Mình sẽ nuôi theo nhiều kiểu khác nhau. Để thứ nhất, chim bồ câu khi mà mình thả cái này thì cái trọng lượng của nó sẽ to. Tại vì nó bay được. Trong một cái khoảng không gian to nó sẽ bay được. Đây mọi người thấy không? Khi mà nó ăn ở dưới đất ấy, thì có những con nó sẽ ăn ở bên trên như thế này nhé. Có những con nó sẽ ăn ở bên trên như thế này. Đây là những cặp chim bồ câu sinh sản nha mọi người. Ở trong này, một cái chuồng như này thì mình nuôi tầm khoảng được 2 đến 30 cặp là chuyện bình thường nha. Và mọi người cũng lưu ý, khi mà mình trộn cám ở ngoài quần thể thì mình cũng lưu ý là cám với bắp á, là tỷ lệ là 50-50 nha mọi người. Và mọi người cũng đừng có bận tâm quá đến cái việc mình rải cám xuống kia nó ăn không hết hay không. Nó sẽ ăn hết nha mọi người. Nếu ví dụ là có thể như là ngay lúc đó nó không ăn hết, nhưng mà tầm khoảng là 1-2 tiếng sau nó sẽ lượm sạch. Nên mọi người cũng không có phải bận tâm quá về việc là vãi cám rồi nó ăn không hết thì thành ra nó bị hư. Nên mọi người cứ để ý đi. Khi mà mình để ý rằng nó gần no rồi đấy, nó sẽ lượm sạch ở bên dưới. Nếu như chim bồ câu no thì đã sẽ có gà, nó sẽ lượm sạch sẽ cho mọi người luôn. Nên là nuôi chim bồ câu theo dạng quần thể thế này thì nói chung là nó cũng tương đối dễ dàng và nó tiết kiệm được chi phí đối với những ai mà nuôi
trong gia đình thôi. Còn nếu mà nuôi hình thức công nghiệp đạt tỷ lệ cao nhất thì mọi người phải nuôi nhốt nhé. Thì clip hôm nay của mình thì mình cũng giới thiệu cơ bản cho mọi người cái cách nuôi chim bồ câu quần thể. Thì mọi người còn có những cái lưu ý gì hoặc là cần hỏi thêm gì ấy, thì mình cứ kết nối với mình ở tất cả các hạ tầng luôn, đó là nông dân làm giàu, thì mình sẽ trả lời bình luận của mọi người. Thì bây giờ thì mình sẽ thường xuyên trả lời bình luận của mọi người lắm. Thời gian trước kia thì đúng là mình hơi bận nên có rất nhiều bình luận của mọi người ấy, thì mình chưa trả lời được, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ thường xuyên trả lời bình luận của mọi người và mình sẽ biết lắng nghe những cái gì mọi người cần. Thì hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh nông dân làm giàu của mình nhé. Và trên tất cả các hạ tầng thì ở Việt Nam mình thì có duy nhất kênh của mình là nông dân làm giàu, còn tất cả những cái kênh khác thì là không phải của mình nha mọi người. Hiện nay thì kênh của mình cũng ở Việt Nam mình rất nổi tiếng rồi, nên là cũng có nhiều người ăn theo thì đặt tên nông dân làm giàu chấm nông dân làm giàu kia, nhưng mà thực chất bản chất của mình chỉ có duy nhất một kênh nông dân làm giàu nha mọi người. Rồi, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cái video của mình hôm nay và sắp tới nữa. Rồi, chào tạm biệt tất cả mọi người.